kính chào các thầy cô, các anh chị và các quý đồng nghiệp và các điểm đầu cầu ạ. Em là bác sĩ Hường ở khoa tim mạch bệnh viện Đa khoa Cầu Nối ạ. Sau đây em xin trình bày bệnh án hội chẩn của bệnh viện em ạ. Em xin báo cáo bệnh nhân nữ 58 tuổi, nghề nghiệp làm ruộng, vào viện ngày 6 tháng 7 năm 2021. Lý do vào viện là hồi hộp, tức ngực, khó thở. Tiền sử bản thân bệnh nhân phát hiện ca vào tháng 11 năm 2018. Giai đoạn 3, phân loại tim là T2N2M0. Bệnh nhân đã được điều trị tại bệnh viện K và đã xạ trị và hóa trị 7 lần, kết thúc tháng 7 năm 2019. Sau đó bệnh nhân thường xuyên khám định kỳ 3 tháng một lần. Lần tái khám gần nhất là tháng 12 năm 2020. Kết quả tốt, không có di căn và không điều trị gì thêm ạ. Tiền sử bệnh nhân có tiền sử thi thoảng phát hiện có những cái cơn hồi hộp chống ngực, tức ngực từ 2 năm nay, nhưng chưa phát hiện rối loạn nhịp và không có tiền sử choáng ngất. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B phát hiện nhiều năm nay nhưng không điều trị gì. Không có tiền sử hút thuốc, uống rượu, rối loạn mỡ máu. Tiền sử chưa phát hiện bệnh lý gì. Về bệnh sử, cách vào viện 3 ngày thì bệnh nhân thấy mệt mỏi, hồi hộp, tức ngực trái từng lúc, đau ngực âm ỉ, không lan, không vã mồ hôi. Mỗi cơn đau kéo dài vài phút. Đau không liên quan đến gắng sức, cảm giác khó thở nhẹ, không sốt. Khám lúc vào bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, đau ngực trái âm ỉ, hồi hộp, tức ngực từng lúc, đau không lan, không vã mồ hôi, bệnh nhân cảm giác khó thở nhẹ, FiO2 bình thường. Huyết áp lúc vào là 110/70, khám tim thì loạn nhịp ngoại tâm thu thất dày 20-25%, nhịp tim 82 chu kỳ trên phút, phổi không thông khí rõ, không gian, bụng mềm, gan lách không sờ thấy. Các triệu chứng khác, bệnh nhân không có đau vùng cổ, không nghẹn cổ, ăn uống không mướt khó, không có triệu chứng khàn tiếng, không ho, không có các cái dấu hiệu như chảy máu mũi, ngạt mũi, ù tai, nghe kém, không đau đầu, không nôn, không sờ thấy các hạch ngoại vi ạ. Các cơ quan khác thì chưa phát hiện bất thường ạ. Cận lâm sàng, điện tim lúc vào viện. Đây là hình ảnh điện tim của bệnh nhân lúc vào viện ạ, là ngoại tâm thu thất, nhịp đôi rất là dày ạ, tần số là 80 chu kỳ trên phút, không thấy có chùm đôi, không còn thấy có tim nhanh thấp và không có dạng R trên T ạ. Đây là điện tim của bệnh nhân sau 4 ngày điều trị ạ. Nó vẫn là hình ảnh ngoại tâm thu thất nhịp 3 ạ. Bệnh nhân này đã được đeo Holter điện tim. Kết quả là ngoại tâm thu thất đơn ổ nhiều dạng. Ngoại tâm thu thất lúc đi đơn lẻ nhịp đôi, nhịp 3, số lượng nhiều và tổng số ngoại tâm thu thất chiếm khoảng 20% thời gian đeo máy ạ. Đây là hình ảnh ngoại tâm Holter điện tim của bệnh nhân ạ. Siêu âm tim của bệnh nhân này thì không có gì bất thường ạ. Chức năng tâm thu thất trái trong giới hạn bình thường và không có rối loạn vận động vùng ạ. Một số cận lâm sàng khác như siêu âm tuyến giáp thì phát hiện hạch dưới cằm kích thước 11x5mm. Tuyến giáp thì không to, siêu âm bụng thì có hình ảnh ngang thận trái, chụp tim phổi thì móng tim không to ạ. Xét nghiệm của bệnh nhân lúc vào viện, các xét nghiệm như chức năng gan, thận, hormone tuyến giáp bình thường, duy nhất là natri máu thì lúc vào là giảm 125 mmol/L ạ. Chẩn đoán sơ bộ của bệnh nhân này là ngoại tâm thu thất, số lượng nhiều, cơn đau thắt ngực, tiền sử ca vòm viêm gan B. Điều trị bệnh nhân này được dùng cortisone 200mg một viên một ngày, rosuvastatin 10mg một viên một ngày, clopidogrel 5mg một viên một ngày, banazin 2 viên một ngày và bù điện giải cho bệnh nhân natri clorid 0,9% 500ml trên ngày ạ. Kết quả sau điều trị về lâm sàng thì bệnh nhân hết đau ngực, không khó thở, không có cơn hồi hộp chống ngực. Bệnh nhân được khám thêm chuyên khoa ung bướu thì không có xử trí gì thêm. Sau 4 ngày điều trị, trên điện tim có hình ảnh là ngoại tâm thu thất nhịp 3. Xét nghiệm điện giải thì về bình thường là 135 mmol/L ạ. Sau điều trị 4 ngày thì bệnh nhân ổn định và xin ra viện ạ. Câu hỏi thảo luận của chúng em là điều trị nội khoa ở bệnh nhân này thì đã thích hợp chưa? Thứ hai là vấn đề can thiệp ở bệnh nhân này ạ. Em xin ý kiến của các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp và các đầu cầu, em xin hết ạ. Cảm ơn đồng nghiệp ở Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Sau đây thì tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn, một chuyên gia về nhịp học và can thiệp rối loạn nhịp, sẽ giúp các bạn. Dạ vâng.
Kính thưa Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, chủ trì buổi khám chữa bệnh từ xa. Kính thưa các quý đồng nghiệp và các đầu cầu, thì các bạn đưa ra một cảm ơn bệnh viện Phố Nối đã đưa ra một cái bệnh án về cái rối loạn nhịp trên nền bệnh nhân 58 tuổi mà đã có một cái tiền sử ca vòm. Bệnh nhân đã được phát hiện và điều trị bây giờ hiện tại thì tương đối ổn định, không có dấu hiệu di căn và các triệu chứng liên quan đến biến chứng của ca vòm. Các cái triệu chứng vào viện thì nổi trội lên là một cái triệu chứng của hồi hộp đánh trống ngực kèm theo mệt mỏi và có đau ngực. Thì các bạn mô tả cái đau ngực thì có vẻ là không điển hình, không liên quan đến gắng sức, và đau ngực khá là mức độ rất là nhẹ. Thế thì nổi trội vẫn là một cái hồi hộp đánh trống ngực của bệnh nhân. Thế thì quá trình khám và chẩn đoán thì các bạn chúng ta thấy là có một cái điện tâm đồ thì có ngoại âm thu, đúng không? Các bạn chiếu lại cái điện tim. Chiếu lại, xin chiếu lại cái điện tim. Các bạn cho cái slide của cái điện tim ấy để bác sĩ Tuấn sẽ phân tích. Alo, các bạn ở Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, xin mời các bạn cho lại cái slide của điện tim, điện tâm đồ. Họ không nghe tiếng hay sao? Có đấy. Vâng, cảm ơn. Thì chúng ta nhìn thấy cái điện tâm đồ là thì đối với những cái các cái chuyển đạo sau ngoại âm thu thì cái STT nó khá là ở các cái QRS bình thường thì nó không có dấu hiệu của mạch vành. Thế nhưng mà cái điện tim chúng ta thấy là ngoại âm thu rất là dày, và cái hình dạng ngoại âm thu thì QRS ở V1 nên có dạng giống như block nhánh trái ấy. Vì vậy cái ngoại âm thu thất này thì sơ bộ mình có thể biết được vị trí của nó là bên tim phải. Và các bạn đã cho đeo cái Holter thì chúng ta thấy là cái kết quả là chiếm 20%, tức là ngoại âm thu thất rất là dày, đúng không? Thì mình có thể phân loại cái ngoại âm thu này là ngoại âm thu thất trên 10%, nên gọi ngoại âm thu thất dày, và ở bệnh nhân là ngoại thuộc dạng là ngoại âm thu thất có triệu chứng. Vì vậy thì bắt buộc phải điều trị. Và tôi muốn các bạn chiếu tiếp đến cái slide về điều trị nội khoa của các bạn. Điều trị nội khoa thì có đáp ứng cái thuốc ấy. Và trên siêu âm tim thì chúng ta thấy là không có bệnh tim cấu trúc, nên là đây là một cái ngoại âm thu thất mà không có bệnh tim cấu trúc thì gọi là bệnh ngoại âm thu thất vô căn. Về cái điều trị thì người ta khuyên là điều trị thuốc. Đối với điều bệnh nhân ngoại âm thu thất có triệu chứng thì phải điều trị, và đầu tiên thì chúng ta thấy điều trị thuốc. Và các bạn điều trị thuốc ở đây thì các bạn dùng luôn corticosteroid là nhóm 3, tức là cái nhóm 3 của cái thuốc chống loạn nhịp. Thì đầu tiên mình sẽ chọn nhóm 1 chứ mình không chọn nhóm 3 đầu tiên ngay. Nhóm 1 thì gồm có cái thuốc gì, ví dụ chẹn beta, ví dụ như là chẹn kênh canxi, verapamil hay diltiazem thì người ta sẽ khuyến cáo và điều trị trước. Nếu như không đáp ứng với cái nhóm thuốc này, tức là cái ngoại âm thu thất nó giảm không quá 70%, thì mình có thể chuyển sang nhóm 2. Thì nhóm 2 gồm có corticosteroid chẳng hạn, sotalex hay là propafenol, thì người ta chuyển sang nhóm 2 nếu như không đáp ứng với nhóm 1. Nhưng mà đây thì mình đã điều trị luôn cái thuốc corticosteroid, thì chúng ta biết cái thuốc này rất nhiều tác dụng phụ về mắt rồi về phổi, cũng như là các cái thậm chí cái thuốc này gây ra rối loạn nhịp và gây ra đột tử. Thế nên là mình sẽ không bắt đầu ngay bằng cái corticosteroid, và mình nên thay thế sang cái nhóm chẹn beta và chẹn kênh canxi trước. Ở đây chúng tôi thấy các bạn cho rosuvastatin và clopidogrel, tức là nghĩ đến cái bệnh lý động mạch vành, đúng không? Thì cái này thì cũng chưa hợp lý lắm, cái cơn đau thì chưa điển hình, cái bệnh nhân chỉ có mỗi cái tăng huyết áp thì cũng chả có thuốc huyết áp. Hình như là huyết áp là chỉ là cao phản ứng hay như nào đấy, không có thuốc huyết áp, thì như vậy yếu tố nguy cơ thì cũng không rõ ràng, cơn đau thì không điển hình, thì cần có những bằng chứng thêm để mình quyết định cho những cái thuốc mà gây ra chảy máu cũng như là các cái thuốc về mạch vành thì cũng nghĩ là chưa cần thiết. Nên là về điều trị thì mình sẽ điều chỉnh về nhóm thuốc nhẹ hơn, cái corticosteroid này thì sẽ hợp lý hơn. Đấy về phần điều trị. Thế đối với can thiệp RF ở cái ca này thì như thế nào? Nếu như các bạn điều trị thuốc nhóm 1 không đáp ứng, bạn chuyển sang nhóm 2, nếu mà trên 70% ngoại âm thu thất giảm đi so với cả ban đầu là 20%, ví dụ bây giờ mình sau khi mình điều trị thì
thì nó chỉ còn dưới 6% thôi, thì cái nguy cơ gây suy tim cũng như là bệnh cơ tim do ngoại ung thư thất nó sẽ giảm đi, thì lúc đấy thì mình sẽ tiếp tục điều trị. Còn một trường hợp nữa, nếu như bệnh nhân điều trị mà người ta thấy là điều trị thuốc quá là bất tiện và người ta thấy có một cái khả năng để đốt RF với bệnh nhân này, thì đấy cũng là một chỉ định hợp lý và nó xếp loại 2A, chứ không bắt buộc bệnh nhân cứ phải điều trị thuốc suốt đời, vì cái này là vô căn nên chúng ta sẽ phải điều trị suốt đời. Còn đấy là tất cả những cái về tư vấn của tôi đối với trường hợp này. Xin cảm ơn các đồng nghiệp. Anh có thể nói rõ hơn về RF không? Giới thiệu luôn các bạn, ở viện tim làm như thế nào, làm nhiều không? Đối với cái thủ thuật điều trị RF thì chắc bệnh viện Phố Lối thì cũng đã có một số lần tôi đã giảng điện tâm đồ, thì cũng đã nói với các anh chị, thì đối với điều trị RF tại viện tim Hà Nội thì một năm thì ngoại ung thư thất thì chúng tôi điều trị cỡ khoảng 300 ca, và điều trị từ năm 2013 đến bây giờ thì là khoảng 8 năm, tức là khoảng hơn 2.000 ca ngoại ung thư thất. Thì cái thành công đối với ngoại ung thư thất bên phải thì rất là cao, nó phải tầm 95%. Có một số những cái ca mà điều trị ngoại ung thư thất không thành công thì thường là một nó ở vùng giữa cơ tim hoặc ngoại mạc, hoặc liên quan đến những vị trí trong thân của thất phải, ví dụ như cơ nhú hoặc những cái vùng gần hít, thì những cái trường hợp đấy nó rơi vào 5%. Người ta tái phát của nó khoảng độ 2%, thì mình có thể là triệt đốt lại bằng 3D hoặc là đốt lần 2. Thì cái thành công nó rất là tốt, thứ hai là biến chứng của nó rất ít, và cái lợi ích thì cho bệnh nhân là mình sẽ không phải dùng thuốc. Thì ở viện chúng tôi thì rất nhiều những cái trường hợp mà người ta không muốn uống thuốc cả đời ấy, nó bất tiện, thì người ta có thể chuyển sang đốt RF để giảm bớt cái triệu chứng cũng như chất lượng sống cho bệnh nhân, đỡ phải dùng thuốc hàng ngày, thậm chí là nhiều khi lại quên thuốc. Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn đã cho những cái giải đáp khá là chi tiết và đầy đủ. Các bạn ở bệnh viện Đa khoa Phố Nối có câu hỏi gì được không? Dạ em thầy là chúng em không có câu hỏi gì thêm ạ, chúng em cảm ơn các thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn, có một cái bệnh án rất là điển hình. Bây giờ chúng ta đến cái bệnh án cuối cùng của bệnh viện.